Tập 42. Mọi người đừng súng lại nhìn em như vậy. Em không sao nữa rồi. Để bà Mương xem tình trạng sức khỏe của cô ấy đi. Vâng, thật ra tôi lo cho cô lắm. Em chỉ muốn được ở cùng với người em yêu. Anh rất yêu em. Làm ơn đừng có ý định giết anh Pirachak nữa. Em cũng làm ơn từ bỏ nó đi. Không đời nào nó yêu em gái của người giết bố nó đâu. Mẹ xin mẹ tha lỗi cho chúng con. Tha lỗi cho chúng con đi. Anh quên tìm lại chiếc nhẫn mà em quăng vào đám âm binh rồi. Anh cho em vào trung tâm thị trấn nhé. Em muốn đi mua ít đồ. Lo đi sớm về sớm. Nhưng lòng dạ anh thậm chí không có một chút lòng nhân từ. Tối nay sự yêu ngày mê hoặc của Dipen sẽ có tác dụng. Cô sẽ xong đời với anh. Nếu sự đó có tác dụng cũng tốt mà con. Lỡ cô ta tới đây thật, cũng tốt. Cô Pupin có chuyện gì sao? Anh Inton. Anh Inton. Tới đây với tôi đi Pupin. Anh Inton. Tới đây với tôi đi Pupin. Anh Inton. Chờ tôi theo với. Anh Inton. Anh đang ở đâu? Anh Inton. Pupin, em có sao không? Em muốn đi đâu? Không phải chuyện của anh, tránh ra. Pupin, sao lại không phải chuyện của anh? Bây giờ khuya lắm rồi. Em thừa biết bên ngoài rất nguy hiểm mà. Buông em ra, em phải đi gặp Inton. Pupin, anh Inton. Cô giáo định đi đâu? Tránh ra. Xin lỗi cô giáo, tôi không thể để cô giáo đi giờ này. Tôi phải đi gặp anh Inton. Cô không được đi, anh Inton. Giữ cô ấy lại, Pupin. Không được đi. Bỏ ra. Pupin. Pupin. Pupin bị sao vậy? Cậu chủ không cần lo lắng. Tôi chỉ đọc thần chú làm cho cô Pupin ngủ chứ không có gì. Mình phải đưa cô ấy lên nhà trước khi cô ấy tỉnh dậy hay hơn. Để mình tôi đưa về được rồi. Cậu đi mời chú cha quê tới giúp tôi. Dạ được. Cái tụi khốn nạn. Suốt cuộc Pupin bị sao vậy chú cha quê? Cô giáo trúng dầu yêu ngải mê hoặc của Inton rồi. Nếu không giải mê, quê có thể sẽ chết. Vậy chú mau phá giải tác dụng của dầu này đi. Có cách giải phải không? Người đã bỏ dầu yêu cho cô giáo mới giải được nó. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là ông đi Pen. Mà ông ta không bao giờ chịu giúp đâu. Hai anh em nhà này ác như nhau. Còn cách nào khác giúp cô ấy được không? Phải tìm cho được chiếc nhẫn của cô ấy. Nhưng chuyện này không được chậm trễ. Nếu để lâu, cô ấy có thể sẽ phát điên. Hoặc có thể sẽ mất mạng. Nếu không được ở gần thằng Inton. Đi. Ở đây không phải chỗ của mày. Cô hồn dã quỷ. Đã xảy ra chuyện gì vậy chú? Có người phái âm binh tới lấy tin. Quần khốn nạn.
Tình hình sao rồi đi Pen? Có tin tức gì không? Sao tới giờ này mà Pupin chưa tới? Tụi nó đã biết cô Pupin bị trúng dầu yêu ngải mê hoặc của mình. Sao? Nói vậy là vỡ kế hoạch rồi. Vậy làm sao tôi ván đóng thuyền với Pupin được? Đừng có cuống lên ông chủ. Chú nói gì mà không được? Chú đâu phải tôi. Để tôi nói ông chủ nghe. Dầu yêu ngải mê hoặc của tôi chỉ có một mình tôi mới có thể giải thôi. Một lát nữa Pupin tỉnh lại, cô ấy sẽ gọi tên ông cho mà xem. Không cần biết là bằng cách nào, cô ấy nhất định phải tới gặp ông chủ bằng được. Tin tôi đi. Được. Pupin phải là của tôi. Một mình tôi. Anh Inthon, Pupin, em thấy sao rồi hả? Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Inthon. Pupin, bình tĩnh lại đi, buông ra. Anh Inthon, phải làm gì bây giờ hả anh? Ưng Khâm, lấy dây thừng cho tôi, mau lên. Dạ cậu chủ. Inthon, Pupin, đây cậu. Inthon, cứu tôi với. Inthon. Pupin, thả tôi ra. Thật là khó tin. Không ngờ cô giáo trở nên như vậy. Để tôi chăm sóc Pupin được rồi. Vâng. Nhờ chị nói với Khoảnh La giúp tôi. Nói là cô giáo không được khỏe. Với lại, có gì chị đem cơm lên cho cô ấy giúp tôi nhé. Vâng. Anh đi giải quyết công việc tiếp đi. Em biết anh có rất nhiều việc phải làm mà. Vậy, nhờ em canh chừng cô ấy giúp anh. Vâng. Inthon, cứu tôi. Inthon, cứu tôi với. Inthon. Thấy cô Pupin đi loạn như bây giờ. Thật tình, tôi tức thằng Inthon quá. Tôi muốn đi tìm nó, đánh cho mấy cái cho hả giận. Tôi thấy giận bản thân mình hơn. Người mình yêu vậy mà không giúp được gì. Mà này, tìm được cái nhẫn của Pupin chưa? Chưa tìm được. Mà tôi có căn dặn mọi người, bảo họ tìm kiếm giúp. Nếu tìm được, sẽ nói. Cậu ơi, có chuyện gì? Cậu ơi, lớn chuyện rồi. Có người lén vào đốt rẫy của mình. Giờ anh Mừng Manh đang cùng mọi người dập lửa đấy cậu. Tốt lắm, Depen. Chú làm việc chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hơi tổn thất một chút cũng không sao. Tôi cũng không có ý đốt trụi hết rẫy của nó. Chỉ cần đánh lạc hướng để nó rời khỏi biệt thự là được rồi. Tình hình Pupin sao rồi? Cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi nhớ anh nhiều lắm, Inthon. Bây giờ trong lòng của tôi chỉ có hình bóng một mình anh Inthon thôi. Hôm nay là ngày tàn của mày. Làm tốt lắm. Chỉ là chú về tới biệt thự, tôi sẽ có quà cho chú. Lát nữa gặp. Sao anh dài quá vậy? Đừng đụng tới anh Pirachak nữa được không? Trời ơi, anh chỉ làm chút thủ đoạn để bắt thằng Pirachak rời khỏi biệt thự thôi. Có nghe câu thành ngữ dụ hổ khỏi hang chưa? Tóm lại là anh muốn tìm cách để đưa Pupin ra khỏi đó chứ gì. Dạo này khôn hơn rồi đấy. Vậy mới xứng làm em gái của anh. Anh cũng biết là thằng Pirachak quan tâm cô Pupin tới mức nào.
Nó không dễ gì để cô ấy ra ngoài đi tìm anh đâu. Nên anh phải dùng tới thủ đoạn này. Mà sao lần này không thấy em nổi nóng như mọi khi? Nếu em nổi nóng, anh có chiều theo em không? Không muốn nói nữa. Intan. Intan. Tôi nhớ anh nhiều lắm, Intan. 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 Intan, anh tới đây cứu tôi có phải không, Intan? Intan, cô giáo mới nói gì? Tôi mang cơm trưa tới cho cô. Chị không phải là anh Intan. Chị giấu anh Intan ở đâu? Tôi muốn gặp Intan. Có nghe không? Cô giáo, để tôi đút cơm cho cô. Tại cậu chủ không cho tôi cởi dây. Không, tôi không ăn. Bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Tôi muốn gặp Intan. Đưa Intan tới đây. Intan, Intan, thả tôi ra. Thả ra. Intan, thả ra. Sao rồi? Nói cái gì? Cảnh sát đã kiểm tra gỗ lậu trong kho hả? Sao như vậy được chứ? Không sao đâu. Cô kéo dài thời gian. Tôi sẽ tới đó ngay. Sao lại như vậy được? Kế sách dụ cọp ra khỏi hang này là do anh dạy em đấy nhé. Anh Intan. Anh Intan. Anh Intan. Anh tới đây cứu tôi phải không, anh Intan? Intan, anh Intan đâu? Intan. Anh Intan, anh ở đâu Intan? Anh Intan, đồ mặt dày, anh Intan. Mày ở tốt Bangkok tới đây giành Pirachak của tao. Rồi giờ còn dám dính tới anh của tao nữa. Nếu cô muốn có Pirachak thì cô cứ giữ lấy. Bây giờ trong lòng của tôi chỉ có hình bóng của mình anh Intan thôi. Tao nói mày không hiểu hả? Tao ghét mày. Tao không bao giờ để mày có được anh tao đâu. Hạng người như mày, anh tao có lấy về làm vợ lẽ, tao cũng không chịu. Cô không có quyền gì mà ngăn cản tình yêu của tôi với anh Intan. Anh Intan, anh Intan. Tao nói mày không chịu hiểu phải không? Mày chờ đó đi, Pupin. Chờ tới khi trời tối, coi thứ như mày có còn mạng đi kiếm trai nữa không? Lại đây. Sao không chịu nghe điện thoại? Anh về rồi này. Anh có bị thương ở đâu không? Em không cần lo, anh không sao hết. Vậy còn ngoài dãy? Ngoài đó cũng không có tổn thất gì nhiều. Cũng may là có Măng Manh với đám nhân công phát hiện sớm nên dập kịp. Mà anh Bà Mương không về cùng với anh hả? Anh nhờ Bà Mương ở lại đó thu xếp mọi chuyện. Chắc chút nữa sẽ về tới.
Nghe anh nói vậy, em cũng đỡ lo. Tình hình Pupin thế nào rồi? Hồi sáng lúc em bảo chị Ương Khâm đưa cơm vào cho cô ấy, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mà anh cũng không cần lo lắng quá đâu. Em mới bảo chị Ương Khâm vào coi lần nữa. Chết rồi. Cô giáo đâu mất rồi? Chết rồi. Cô ơi, lớn chuyện rồi. Cô ơi, có chuyện gì vậy chị? Chị đừng có nói là Pupin trốn rồi nhé. Dạ, cậu chủ đừng có mắng tôi. Lúc trưa, tôi đem cơm vào cho cô giáo. Lúc đó cô ấy còn ở trong phòng mà. Lúc nãy tôi quay lại phòng thì không còn thấy cô ấy đâu nữa. Chỉ thấy sợi dây ở trên giường. Không sao đâu. Đây không phải lỗi của chị. Chị đi canh chừng bé Khoảnh La đi. Dạ vâng. Giờ bố Intan bỏ cho Pupin mạnh tới như vậy luôn hả anh? Bây giờ mình biết phải đi đâu tìm Pupin đây? Chắc chắn Pupin đã đi kiếm người bỏ bùa cô ấy rồi. Vậy chuyện ở nhà nhớ em nhé. Em biết rồi. Anh Intan, anh Intan, cứu tôi với, tôi ở trong này Intan, anh Intan. Anh Intan, anh Intan, anh Intan, anh cứu tôi phải không? Intan. Chắc chắn là anh ấy cứu mình. Chắc chắn là anh Intan cứu mình. Anh Intan. Anh Intan. Anh Intan. Anh ở đâu Intan? Tôi thực sự rất nhớ anh. Anh Intan. Sao bạn gà? Hôm nay là ngày tàn của mày đấy. Pupin. Mà quan trọng là bây giờ Pupin đã là vợ của tôi rồi. Pupin gì mà Pupin? Con bé Pupin đó đúng là đứa đen đủi. Sao rồi? Tình hình sao rồi ông chủ? Cảnh sát có tìm thấy không? May là đi Peng kịp thời phát hiện, nên dọn hàng đi kịp. Nhưng cũng khiến mệt gần chết. Tôi nghĩ mà tức thật đấy. Không biết kẻ nào to gan đi báo cảnh sát nữa. Nếu tôi biết kẻ nào làm, đảm bảo kẻ đó không sống yên được. À, chiều giờ tôi không có ở nhà. Có ai tới đây tìm tôi không? Tôi cũng đang định nói với ông chủ chuyện này này. Có cô gái lúc trước làm thư ký của ông. Cô ấy có tới tìm ông, nên tôi cho cô ấy vào. Tốt. Hai người về nghỉ ngơi đi. Dạ. Thằng Pirachak.
Đừng. Pupin, em có sao không? Buông em ra, em phải đi tìm Inthon. Buông ra, em phải đi tìm Inthon. Pupin, Pupin. Bà Mương nói không sai. Sau khi hút máu người, em trở nên mạnh hơn trước. Nhưng dù em có mạnh hơn trước nhiều tới đâu, em cũng không có đủ sức mạnh để có thể đấu lại tôi đâu xa bàn ngà. Em thực lòng yêu anh. Bao nhiêu năm qua luôn chăm sóc cho anh, làm mọi thứ vì anh. Vậy mà anh lại để con bé mặt dày này chiếm được anh dễ như vậy. Pupin chưa từng dành tôi với ai. Trước giờ tôi chưa bao giờ thuộc về em. Quan trọng là bây giờ Pupin đã là vợ của tôi rồi. Anh, tại sao anh nói những lời làm tổn thương em như vậy chứ? Đồ mặt dày, đồ gái điếm đê tiện, đồ không biết xấu hổ. Em còn mặt mũi nói những lời đó hả? Chính em đã cho tôi uống bùa mê không chỉ một mà hai lần, nhưng không thành công. Anh, đúng là tôi vẫn còn tốt số, mới không lấy người đàn bà như em làm vợ. Tất cả là tại mày, con danh Pupin. Anh Inthon, đi ra chặt. Anh, cái này là trừng trị anh vì những gì anh đã làm với cô gái tôi yêu. Anh, anh Inthon. Pirachak, anh Inthon. Phải làm thế nào mới giúp được em đây Pupin? Tự nhiên anh tát em là sao? Nếu em không phải em anh, em còn bị nhiều hơn như vậy. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ để em bị đau. Còn nhỏ đó chỉ mới xuất hiện ở đây mà đã làm anh thay đổi tới như vậy hả? Anh lên đủ kế hoạch chỉ vì ngày hôm nay. Cuối cùng bị em ruột đâm sau lưng. Em còn dám lớn tiếng với anh nữa hả? Thì sao? Em không muốn có họ hàng với nó. Em không muốn nó làm chị dâu của em, anh có hiểu không? Vậy em nghe anh nói cho kỹ đây. Anh cũng không bao giờ cho thằng Pirachak làm em rể của anh.
Có chuyện gì vậy? Làm cái gì vậy hả? Hai đứa là anh em mà như chó với mèo. Mẹ mới đi vắng có một chút xíu mà ở nhà kiếm chuyện gây lộn với nhau nữa. Có chuyện gì hả? Inthon, con chưa chịu sáng mắt ra nữa hả? Con nhỏ Pupin là một đứa sao chổi. Con mất bao nhiêu thứ vì nó rồi. Mẹ à, con thực sự không biết suy nghĩ hả? Từ lúc ông chủ Sỉnh bị bắt, con tổn thất bao nhiêu tiền của rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới Pupin đâu. Sao mà không liên quan? Chuyện của con ra nông nỗi như bây giờ là do con mê gái. Còn chưa biết lỗi nữa hả? Còn cũng vậy. Ngu gì mà ngu thế? Tự nhiên bảo cảnh sát bắt anh là sao? Mẹ với anh còn phải ăn, phải mặc, phải dùng tiền nữa. Chứ không phải là uống máu gà, máu vịt như con Sa Ban Nga. Mẹ! Nghĩ mà tức. Tất cả chuyện này đều do con nhỏ Pupin đó hết. Tại nó mà hai đứa con của mẹ mới gây lộn hoài như vậy. Chừng nào con nhỏ đó mới chết cho rồi. Mẹ đừng có nói như vậy. Con đang lo đây. Pupin đã trúng dầu yêu ngải. Nếu không làm chuyện đó với con, cô sẽ bị dầu yêu ngải phát độc mà chết đấy. Cô Pupin đã bị trúng độc dầu yêu ngải mê hoặc. Cho nên khi sắp mới u tối như bây giờ, đuổi âm hồn ra khỏi cơ thể Pupin. Con nhờ gì giúp cô ấy giúp con. Mau ra tay đi. Pupin đã trúng dầu yêu ngải. Nếu không làm chuyện đó với con, cô ấy sẽ bị dầu yêu ngải phát độc mà chết. Thật hả? Chết rồi, chết sớm chừng nào tốt chừng ấy. Để em còn tổ chức tiệc ăn mừng. Sa Ban Nga. Thôi, đủ rồi nghe chưa? Mẹ đứng đây cũng không nể mặt. Đi, ai về phòng người ấy cho khuất mắt. Mẹ không muốn thấy nữa, cả hai đứa. Nghiệp chướng gì đâu. Hai đứa con không đứa nào ra hồn. Inthon. Inthon. Cô ấy vẫn chưa hết sốt. Mình phải làm gì bây giờ? Hay là mình đưa cô ấy đi bệnh viện có được không? Cô Pupin đang bị trúng độc của dầu yêu ngải mê hoặc. Nên khí sắc mới u tối như bây giờ. Giờ có đưa cô ấy vào bệnh viện cũng không giúp được gì đâu, cô chủ. Vậy bây giờ mình làm gì để giúp Pupin được đây? Chiếc nhẫn còn chưa tìm được. Cậu chủ không cần lo lắng nữa đâu. Người có thể giúp được cô giáo sắp tới rồi. Bố tôi dặn tôi đứng đây để đón sư cô. Tới cuối cùng, chúng ta cũng được gặp nhau rồi. Mời sư cô vào trong nhà.
Trực giác của tôi cho biết Vô Pin đang bị nguy hiểm tới tính mạng, nên tôi mới tới đây. Vậy thì có cách nào giúp Vô Pin thoát khỏi nguy hiểm không? Với công đức trước giờ của tôi tích góp, tôi nghĩ là có thể giúp được. Thật vậy ạ? Không dễ như tôi nghĩ. Âm hồn này vô cùng độc ác. Chắc tôi chỉ có thể đuổi âm hồn ra khỏi cơ thể Vô Pin. Nhưng tôi là người tu hành, không thể tiêu diệt nó được. Nếu âm hồn xuất ra khỏi cơ thể Vô Pin rồi, vẫn có thể nhập lại vào cơ thể của con bé. Nếu vậy, chờ tới tối nay được không? Nếu diễn ra vào ban đêm, có thể tôi sẽ giúp được. Tình trạng của Vô Pin rất nghiêm trọng, chắc không thể chờ tới đêm nay được. Để bà Mương giúp có được không? Tôi mới luyện được bí thuật, chắc là có thể giúp được đấy. Nhưng mà anh có gặp nguy hiểm gì không? Không nguy hiểm gì đâu. Nếu như vậy, tôi nhờ mọi người ra khỏi phòng trước. Tại vì nếu âm hồn xuất khỏi cơ thể Vô Pin, có thể nhập lại vào Vô Pin, cũng có thể tấn công người khác. Dạ được. Nếu vậy, con nhờ gì giúp cô ấy? Bà Mương, tôi nhờ cậu đấy. Vâng, thưa cậu. Bố tin là con sẽ làm được. Sức mạnh của lòng tốt có thể chiến thắng tất cả những điều tà ác. Vâng, thưa bố. Rất vui được gặp lại sư cô ở đây. Cô chủ không cần quá lo lắng đâu. Bà Mương chắc chắn sẽ không sao. Chú đã xác nhận đảm bảo với anh rồi. Bà Mương đã luyện thành công bí thuật rồi, với lại cũng mạnh hơn trước. Anh rất tự tin lần này bà Mương có thể giúp được Vô Pin. Em cũng phải tin tưởng ở bà Mương. Vâng. Mau ra tay đi.
Pupin, con, Pupin, Pupin, con thấy sao rồi? Pupin. Mẹ. Bảo Mương. Pupin. Khốn kiếp. Con còn chưa khỏe hẳn, sao không nằm nghỉ thêm? Con khỏe nhiều rồi mà mẹ. Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Mẹ em nói là muốn mọi người tìm ra chiếc nhẫn đồng cổ cho em. Đúng đấy. Nếu tìm được chiếc nhẫn đó, ít ra con sẽ được thần linh phù hộ. Không những như vậy, chúng tôi cũng đang bàn về chiếc nhẫn đã mất của cô giáo. Có thể nó là cầu nối để ta có thể tìm ra chiếc nhẫn đã bị mất của khủng ngai. Nếu mình tìm được cả hai chiếc nhẫn, có thể mình sẽ hóa giải được mọi chuyện đang xảy ra. Nói vậy có nghĩa là anh có cơ hội trở lại làm người bình thường rồi. Anh cũng hy vọng có thể như vậy. Nhưng mà bây giờ, mình vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn. Vậy mình phải làm gì bây giờ mẹ? Mẹ đã thảo luận với chú cha quê. Vương hậu tranh phả, người y Khâm Peng, Sĩ On, ba người này liên quan tới việc tái sinh của quốc vương Khâm Mương, làm ngài trở thành ma cà rồng. Nếu ba người chúng ta cùng nhau ngồi thiền định, có thể sẽ thấy được tiền kiếp, những chuyện mỗi người đã trải qua. Biết đâu ta sẽ giải đáp được những điều bí ẩn này thì sao? Sẵn sàng chưa? Rồi thưa mẹ, ta bắt đầu luôn đi. Nhắm mắt, kiểm soát hơi thở của cả ba cùng một nhịp. Để linh hồn cả ba hòa làm một, tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra. Kiểm soát hơi thở của cả ba cùng một nhịp, tìm câu trả lời cho những gì đã xảy ra. Thành Trương Khâm cách đây hơn 200 năm. Nói vậy Impira Trạch thành ma cà rồng là do lời nguyền sao mẹ? Con sẽ cố gắng phá giải lời nguyền của khủng ngai để giúp Impira Trạch được trở lại làm người bình thường. Người nào bị Phong Tranh cắn mà không chết thì không thành ma cà rồng. Để tôi cho người chia nhau đi tìm Phong Tranh. Để kiểm tra xung quanh nhà. Mẹ nói cách gì vậy? Mẹ còn đi thương lượng giảng hòa với thằng Pirachak. Giờ cũng khuya rồi, có phải con bé Phong Tranh không hả? Ai tạo ra nghiệp, nghiệp sẽ quay về với họ. Cô là mẹ của con có được không cô? Hứa với con trước đi. Tao nhất định sẽ giết mày. Còn Pupin, mày phải chết.